Hello xin chào quý anh chị và các bạn Đầu tiên mình cảm ơn quý anh chị và các bạn đã đến với channel của mình nhé Cách đây 2 ngày là ngày 14 tây tháng 8 Thì cảnh sát tuần tra của xa lộ tiểu bang Nevada Cho hay rằng trên xa lộ xuyên bang I-15 gần trung tâm thành phố Las Vegas Có xảy ra một cái tai nạn thật là kinh hoàng Gồm 3 người bị thiệt mạng trong đó có hai người lớn và một em nhỏ và một con chó. Dựa theo bản tin của đài truyền hình địa phương của Las Vegas thì tai nạn xảy ra vào lúc 11 giờ 15 phút sáng trên xa lộ I-15 đi về hướng Bắc. Ở khoảng chuyển hướng vào xa lộ 95, đoạn đường này có mấy làng đường đã bị đóng và người lái xe được yêu cầu rẽ sang một hướng khác. Thì chiếc xe sedan màu trắng đang chạy trên xa lộ I-15 về hướng Bắc với tốc độ rất là nhanh thì bất ngờ đổi làng đường một cách không an toàn. Chiếc xe này chạy với tốc độ quá nhanh thì bất ngờ đổi làng đường thì họ không có control kịp. Vì vậy chiếc xe này đã đụng vào một chiếc xe truck hiệu Ford cũng màu trắng. Chiếc xe này thì đang kéo theo một cái rờ mọt. Phía trên rờ mọt thì có một chiếc xe dùng để chạy chơi nơi địa hình hiểm trở. Xe này gọi là xe địa hình. Cả hai chiếc xe đều đụng vào giải ngăn cách bên phải xa lộ, rồi chồm qua bức tường thấp. Với chiếc xe Ford nằm lên trên chiếc xe hơi sedan màu trắng, cả hai chiếc xe sau đó đều bốc cháy. Cùng lúc đó thì chiếc xe địa hình bung ra khỏi chiếc rờ mọt, rớt ra giữa đường và bị một chiếc xe pickup truck khác ủi vào. Người chung quanh đó thì kịp thời đưa một bé gái 4 tuổi ra khỏi chiếc xe Ford lúc đó đang cháy. Đồng thời lúc này cha của đứa bé cũng thoát ra được khỏi chiếc xe. Các nhân chứng nhìn thấy họ nói với cảnh sát rằng chiếc xe sedan kia chạy rất là nhanh và ẩu trước khi xảy ra tai nạn. Anh cảnh sát viên tên là Jackson Burachut nói rằng khi đám cháy được dập tắt và hai chiếc xe được câu ra khỏi thì mới khám phá là trên chiếc xe sedan có ba người thiệt mạng cùng với một con chó. Các điều tra viên nói rằng chiếc xe sedan màu trắng bị đè bên dưới chiếc xe truck và họ phải mất mấy giờ đồng hồ mới biết được là có bao nhiêu người ở trên chiếc xe. Anh cảnh sát viên Jason Burachet cho biết là trên chiếc xe sedan màu trắng họ tìm thấy hai người lớn và một trẻ nhỏ đã chết trong xe và bọn họ cũng thấy xác một con chó. Tất cả đều bị chết cháy. Bản số xe bị cháy rụi Số sườn xe thì cũng cháy tiêu luôn Tất cả mọi thứ trên chiếc xe này đều cháy Do vậy các cơ quan điều tra sẽ mất rất nhiều thời giờ để hoàn tất công việc của họ Ông Andrew Bennett thuộc Cơ quan An toàn xa lộ tiểu bang Nevada Ông nói rằng các tai nạn gây ra cho xe chạy ẩu với tốc độ nhanh Càng ngày càng thấy nhiều ở nơi đây Giới hữu trách thì họ cho biết là có tới 30% các tai nạn xe cộ gây chết người ở vùng Nam Nevada là do chạy quá tốc độ gây ra. Cảnh sát viên Jason Barajut nói là khi mới có dịch Covid-19, mọi người thì ở trong nhà cách ly, ít ai đi ra đường. Thì cảnh sát tuần tra xa lộ trên cả nước bắt đầu thấy có tình trạng chạy quá tốc độ vì đường vắng xe. Hiện nay người ta bắt đầu ra đường nhiều hơn Nhưng những kẻ chạy nhanh quá tốc độ kia vẫn chưa biết giảm xuống Vì vậy mới xảy ra nhiều tai nạn như vậy Hôm nay ở California chịu đựng một cái nóng cực kỳ nóng Gọi là nóng gay gắt luôn Đó là do ảnh hưởng của một vụ cháy rừng Lojanton Fire Đang hoành hành tại Lexington County Ở phía bắc thành phố Reno và khu vực Lake Tahoe đã gây ra tình trạng báo động bất thường, cảnh báo gọi là lốc lửa Fire Tornado Lốc lửa tên như là gió lốc vậy mà là lửa Vào ngày hôm qua ngày 15 tây tháng 8 Thì cơ quan khí tượng quốc gia lần đầu tiên đưa ra cảnh báo đám mây khối nghiệt Từ trận cháy rừng Lô Giang Tình Có thể tạo ra tình trạng lốc lửa và tạo ra một sức gió tạt vượt quá 60 dặm một giờ theo giải thích của các nhà khí tượng thì đám mây khối nhiệt này là đám mây hình thành từ sự tỏa nhiệt và bốc hơi trên một đám cháy lớn cũng như là cháy rừng chẳng hạn hay là núi lửa bùng phát khí nóng và khói quyện vào nhau và bốc lên cao tạo thành cơn lốc vụ cháy rừng ở Lô Yantan Fire ngày hôm qua thì đám cháy đã lan rộng 20.000 mẫu Anh đến sáng hôm nay thì chỉ mới kiểm soát được 5% mà thôi các nhà khí tượng ghi nhận nhiều hiện tượng thiên nhiên xảy ra liên quan đến vụ cháy như là xét đánh, và hình thành nhiều cột khối nhiệt chung quanh khu vực đang bị quả hoạn hoành hành suốt hai ngày qua. Hiện tượng lốc lửa này quá độc đáo, chưa từng có bao giờ trước đây. California đang bị Covid-19 hoành hành chưa hết bây giờ tới lửa cháy. Mình có thêm cái tin này mình muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn, đó là tin em của tổng thống Donald Trump là ông Robert Trump. Vào ngày hôm qua, ngày 15 tây tháng 8, vừa mới qua đời ở một bệnh viện tại New York. Ông hưởng thọ được 72 tuổi. Tổng thống Donald Trump đã đưa ra tuyên bố như sau. Với tình cảm thân thương nhất dành cho người em tuyệt vời của tôi, Robert, tôi xin báo với mọi người biết em trai tôi vừa ra đi tối nay. Ông không chỉ là em tôi, mà là người bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi sẽ nhớ ông mãi mãi. Nhưng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ký ức của ông sẽ ở trong tâm khảm của tôi mãi mãi. Robert, anh thương em, hãy yên nghỉ trong bình an. Đó là lời của Tổng thống Trump. Ông Robert là người em út của Tổng thống Trump, được đưa vào bệnh viện hôm thứ Sáu và bệnh rất là nặng. Hiện giờ thì chưa có biết được nhiều chi tiết, nhưng biết ông đã được đưa vào bệnh viện ở New York trong tình trạng rất là nguy kịch. Ông Tổng thống Trump có nói trong cuộc họp báo ngày thứ Sáu, tôi có một người em trai thật là tuyệt vời. Chúng tôi có quan hệ rất tốt trong thời gian dài, ngay từ đầu ngày đầu tiên. Lúc đó là lâu lắm rồi, và bây giờ em tôi đang trong bệnh viện. Tôi hy vọng em tôi qua khỏi nhưng rất là khó. Tổng thống Trump có ghé thăm người em trai của ông, một trong bốn anh em, sau khi bay đến New Jersey rồi dùng trực thăng bay đến New York. Tòa Bạch Ốc thì chưa biết chi tiết vì sao ông Robert Trump được đưa vào bệnh viện, nhưng các giới chức nói rằng ông bệnh rất là nặng. Mới hồi đầu tháng 6, ông Robert được đưa vào khu chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện Mount Sinai Hospital ở đó một tuần. Trước đây thì ông Robert làm việc cho Tổng thống Donald Trump ở trong Trump Organization, và mới đây, ông đại diện cho gia đình nộp đơn kiện cô cháu gái ruột của mình là Mary Trump. Vì cô này mới cho xuất bản cuốn sách có tựa đề Too Much and Never Enough. Cuốn sách này nói về các chuyện bên trong gia đình của ông Trump và về bản thân của Tổng thống Donald Trump. Ông Robert Trump đã từng là một khuôn mặt được nhiều người biết ở Manhattan trong thời gian qua. Ông Robert Trump có vẻ rất ít xuất hiện trước công chúng Ông Robert Trump lập gia đình với cô Anne Mary Ballin, là bạn gái lâu năm của ông hồi tháng 3. Cách đây khoảng 10 năm thì ông Robert Trump ly dị vợ đầu tiên của ông là bà Blaine Trump. Đó là những tin tức mà mình muốn gửi đến các anh chị và các bạn trong cái video này. Và bây giờ mình xin tạm dừng cái video này tại đây. Chúc các anh chị và các bạn luôn vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc nhé. Chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.